đi, tổ quốc đã vươn mình. Trên núi Lê cầm hờn hờn cắm như chiều sông. Ôi xuân sao chiến tranh thôi thúc đã dùng ra cắm trong ruộng rạc. Ôi đưa đi xây bằng cùng tay đôi thừa tay kim. Trên đường sông sầm lặng. Nghiêm! Tiếng hô của Tuân vang lên, mọi người trong phòng đều đứng nghiêm khi thiếu tá Định bước vào, đưa tay chào trả. Ông lên tiếng nói nhanh: Tôi chỉ có 10 phút thôi ngà, tôi phải đi gặp ông Tỉnh trước khi mà ông đi họp ở Sài Gòn. Nè, ông Tỉnh, ông hứa là ông sẽ kiếm mấy cái món đồ chơi mà trưởng quý yêu cầu. Có bộ kể từ ngày mình vớt được thằng Chính Lê á, thì ổng có vẻ tin tưởng vô cái hoạt động của toán thám xét mình lắm. Tuân nghe thiếu tá Định nói như vậy thì cười nhẹ đỡ lời cấp chỉ huy. Thiếu tá có đi với ông Tỉnh về Sài Gòn không thiếu tá? Ổng vô Dinh Độc Lập họp với ông Thiệu. Các kẻ như tôi thì được ở nhà hú hí với bà xã. Thôi bây giờ tôi để đại quý Tuân bàn công tác với anh em nha. Khi thiếu tá Định đi rồi thì không khí trong phòng họp nhẹ đi, bởi vì chỉ có 5 người là Tuân, Chánh, Kiên, Ẩn và Đính. Nhậu với nhau nhiều lần cho nên họ không xưng hô theo cấp bậc, vì vậy cho nên ăn nói có phần cởi mở hơn. Theo đề nghị của Kiên và đề nghị này được ông Định chấp thuận, đây là mệnh lệnh của thượng cấp đó, cho nên bắt đầu kể từ hôm nay, mọi hoạt động của toán thám sát sẽ được đổi mới. Nó được bảo mật tối đa để tránh tình trạng đáng tiếc đã xảy ra cho ông Bằng và lính dưới quyền của ông. Cái mục tiêu, lộ trình cũng như giờ giấc đi về của toán thám sát sẽ được giữ kín cho tới giờ phút chót. Có nghĩa là chỉ có vài người chịu trách nhiệm về kế hoạch hành quân của phòng 2 biết mà thôi. Tôi, Trung úy Chánh, Thượng sĩ Ẩn của phòng 2, Chính úy Kiên và Trung sĩ Nhất Đính của toán thám sát. Nếu công tác mà bị bại lộ, có nghĩa là một trong 5 người của chúng ta làm lộ tin tức và cũng có thể là có người làm nổi tiếng cho kẻ địch. Tần số liên lạc của toán thám sát cũng sẽ được thay đổi theo một lịch trình mà chỉ có 2 ông trưởng và ông phó biết mà thôi nghe ông Kiên. Tôi chịu vụ này nghe đại quý. Mình không sợ mấy thằng em đâm sau lưng chiến sĩ. Từ sau cái vụ ông Bằng rồi đó, mỗi lần đi công tác tôi cứ ấn ớn à. Không biết trong mấy em của mình có thằng nào nằm vùng hay không. Cái ý kiến này là ý kiến của trưởng quý Kiên. Chú mày đó nên dẫn ông đi nhậu đi. Tôi rủ hoài mà ông không chịu đi á. Chắc bị có bồ cho nên đâu có nhớ gì anh em nữa. Bồ đâu mà bồ, mới quen thôi ông nói tầm bậy. Tôi thấy ông cặp kè với cái cô nào ở cái cầu Cá Lóc nè. Chưa thấy rõ mặt mũi á, mà tôi thấy cũng là đẹp ớn rồi. Ủa, thiệt gì hả Kiên? Như vậy đó là bà xã của anh khỏi lo cái vụ mà kiếm vợ cho chú mày rồi. Bà cứ băn khoăn về cái lời hứa của mình hoài à. Dạ, em nhờ anh nói với chị Giang khỏi cần lo cái vụ đó nữa. Thôi để hôm nào em dẫn bạn em tới nhà giới thiệu với anh chị nha. Được ạ. Nè bây giờ trở lại vấn đề. Tình hình đất nước bây giờ coi có vẻ hơi bết đó. Ông Định ông nói với tôi đó là binh địch đó tụi nó chuẩn bị đánh lớn ở vùng 3. Riêng tại tỉnh của mình á thì cũng ghi nhận được một số cái sự chuyển quân của tụi nó. 5 tiểu đoàn chủ lực miền cũng như các đại đội cơ động tỉnh của bên cái đám mặt trận giải phóng đó cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đêm hôm qua đó tụi nó pháo vô quận Bình Đại, đồng thời tấn công một cái đồn địa phương quân ở An Quá. Ông Tỉnh ổng đã hội họp với sư đoàn 7 để đưa ra cái kế hoạch hành quân. Bởi vậy cho nên cái toán thám sát đó bắt buộc phải đi vào cái khu giải phóng trước. Mọi người im lặng nghe Tuân trình bày. Theo tin tức tình báo thì 2 tiểu đoàn K1 và K5 đang có mặt ở Châu Hòa và Châu Bình. Tuy nhiên độ chính xác của tình báo rất thấp, cho nên phòng 2 cần cái toán thám sát đi kiểm chứng lại nguồn tin này trước khi sư đoàn 7 và tiểu khu tung ra một cuộc hành quân hỗn hợp. Tuân đưa mắt nhìn Kiên và Đính trong lúc vẫn tiếp tục nói. Lần này toán thám sát sẽ chia làm 2 tổ nhỏ, mỗi tổ đó từ 3 cho tới 6 người. Đính sẽ chỉ huy một toán, còn Kiên chỉ huy toán kia.
toán của Đính đó chịu trách nhiệm cái vùng Châu Hòa, còn Kiên đó thì lãnh cái vùng Châu Bình. Tôi xin nhắc lại, mục đích của toán là kiểm chứng sự hiện diện của hai tiểu đoàn K1 và K5. Do đó, càng tránh đụng độ nhiều chừng nào càng tốt chừng đó. Thôi bây giờ hai ông về lo chọn người, rồi chuẩn bị đồ chơi. Ngày giờ mục tiêu sẽ được cho biết sau. Buổi họp chấm dứt, mọi người cùng giải tán. Chỉ còn Tuân và Kiên ra sân đứng nói chuyện một hồi lâu. Trên đầu súng ta đi, tổ quốc đã vươn mình. Trên lưỡi lê cầm hờn, hờn cầm như chiều sông. Ôi xuân sao chim trống thôi thúc đã rụng ra cắm trong ruộng rạc. Ôi đưa khi dây bầm cùng tay đôi thừa tay kim. Trên đầu súng sông lăn xình xích với bao tàn. Trên lưỡi lê nô lệ cùng bông vai cùng ngã. Tay nâng niu cây súng súng thép với đạn đồng mới đã lên nòng. Chiếc xe đò cũ kỹ chạy đường dòng trơm Ba Tri bắt đầu nổ máy. Kiên đưa mắt nhìn Quỳ một lần cuối, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau rồi buông ra. Quỳ ứa nước mắt bước lên xe, ngồi xuống ghế, nàng còn thò đầu ra nhắc nhở lại là Kiên phải nhớ xuống thăm mình. Kiên mỉm cười gật đầu và lên tiếng nói: anh hứa anh sẽ đi thăm. Quỳ nhớ viết thư cho anh. Chiếc xe chậm chạp rời khỏi bến, không có bàn tay đưa tiễn, chỉ có người đứng chơ vơ nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần. Kiên thở dài, anh không biết bao lâu mình sẽ gặp lại được Quỳ. Bây giờ không còn thấy nhau, anh mới biết là hình bóng của cô gái xứ Dừa đã in sâu vào trong tâm hồn của mình. Quân xa dừng lại ngay trước cổng, nhảy xuống đất trước nhất. Kiên nhìn tấm bảng đề 4 chữ chi khu dòng trôm có mấy lỗ thủng, chắc là do những phát đạn của địch gây ra. Tay xách khẩu AK, đáng đốt điếu thuốc xong mới đưa gói thuốc mời Kiên. Không do dự, Kiên rút lấy một điếu, quẹt diêm đốt cho đáng trước, rồi sau đó mới đốt cho mình. Hít một hơi dài, người lính thám sát tỉnh mỉm cười và lên tiếng hỏi: Trưởng úy thấy khác hơn hồi trước không? Sinh ra ở Bến Tre, nhưng lớn lên trôi dạt khắp nơi. Đáng có cái giọng nói đặc biệt, không giống như dân địa phương. Tuân nói cho Kiên biết là Đáng đã từng đi biệt kích, rồi bỏ biệt kích, sang nhảy dù. Sau thì lại nghỉ, rồi trở về quê cũ, đăng vô địa phương quân. Cũng nhờ lý lịch, giang hồ và kinh nghiệm chiến trường, Đáng đã được Kiên chọn đi với mình trong công tác này. Kiên gật đầu mỉm cười lên tiếng sau khi hít một hơi thuốc ruby quân tiếp dụ. Cũng hơi khác một chút, tôi đi xa lâu quá rồi cho nên cũng không nhớ được nhiều lắm. Cười kha kha, Đáng xách súng bước vào cổng trước, đưa tay chào người lính gác cổng. Kiên cũng xách đồ của mình đi theo sau. Lần này toán thám sát được trang bị đồ chơi mới, đó là khẩu súng lục gắn ống hãm thanh. Ông tỉnh đã lên tận Sài Gòn để xin thứ đồ chơi mới này về làm quà cho toán thám sát của ông. Với thứ đồ chơi này, họ có thể bắn gục lính gác canh không gây ra tiếng động nào. Nhờ như vậy, có thể dễ dàng xâm nhập vào căn cứ của địch. Khẩu súng hãm thanh thứ nhất giao cho Kiên, Kiên giao cho Đính, còn khẩu súng thứ nhì thì giao cho Đáng. Trái với khuyến cáo của mọi người, Kiên chỉ chọn Đáng và Hành đi với mình để xâm nhập vào Châu Bình, truy tìm dấu vết của tiểu đoàn K5. Kính đáo quan sát, Kiên nhận thấy chi khu dòng trôm là một căn cứ khá lớn nằm biệt lập cách xa nhà dân chúng. Kẽm gai giăng mấy lớp, lựu đạn thì lủng lẳng, chòi canh, vọng gác, hầm núp la liệt. Chi khu gồm có hai khu vực khác nhau, một ngôi nhà đúc bằng xi măng nằm chính giữa, chắc là văn phòng của quận. Phía bên trái là khu nhà lợp tôn, có lẽ là khu gia binh. Đáng dẫn Kiên đi gặp Trung Quý Lành, trưởng ban 2 của chi khu. Bắt tay của Kiên thật chặt, Lành mỉm cười và lên tiếng hỏi: Sài Gòn xuống hả? Quận nào vậy? Dạ thì nghe thưa Trung Quý.
vỗ vai Kiên một cái bóp, lành cười ha ha. Ha, bỏ quách cái tiếng dạ thưa hay là trung quý đó đi thằng em. Ở cái xí dòng trôn này á, cấp bậc dùng để lãnh lương thôi. Nè, em ở Thị Nghè hả? Hình như ông Tưng cũng ở Thị Nghè mà. Dạ, anh Tưng là láng giềng của em. À, vậy hả? Liếc nhanh Đáng đang đứng nói chuyện với một người lính của lành, Kiên cười và lên tiếng nói tiếp. Em đang ở bên biệt động thì gặp anh Tưng, anh rủ em về coi thám sát tỉnh cho ảnh. À, vậy là đúng nghề của chàng rồi ha. Vừa nói, lành vừa khiều Kiên đi ra khoảng sân trống để nói chuyện, rút điếu thuốc ra mời Kiên, lành thì thầm. Nè, em nhớ nha, nên cẩn thận đó. Anh nói cẩn thận cái gì anh? Cái tụi mặt trận á, nó cài người vào khắp nơi trong các cơ quan của tỉnh, của quận, cho nên mình không biết là ai là quốc gia, ai là Việt Cộng hết trơn á. Ông Tưng, ông có nói cho em biết về cái chết của thiếu úy Bằng coi thám sát trước khi em về không? Kiên lặng lẽ gật đầu khi nghe lành lên tiếng hỏi, hít hơi thuốc lá, nhìn ra ngoài cửa chi khu, lành cất giọng trầm buồn và khàn đục. Bằng á, hồi trước nó cũng ở đây, sau khi mà nghe tỉnh mở toán thám sát á, nó mới nhờ anh nói với Tưng cho nó nắm trưởng toán. Nó còn trẻ cho nên thích mạo hiểm, bay nhảy. Nhưng mà tiếc là nó thọ không lâu, chỉ được có 13 tháng. Chuyến công tác cuối cùng đó, cả toán thám sát lọt vô ổ phục kích của tụi nó. 6 mạng mà rớt hết 5, còn đứa kia thì cũng mất tích luôn. Sau này đó, phòng 2 tiểu khu mới phân ra là địch đã biết trước mục tiêu của mình, cho nên tụi nó dàn quân chờ sẵn. Buông rơi tàn thuốc xuống đất, rồi lấy dép râu dẫm lên cho tắt. Kiên nói nhỏ, có thể một nhân viên trong toán thám sát là người của tụi nó, hay là tụi nó đã cài được người vô trong phòng 2 của tiểu khu không chừng. À, bởi vậy anh mới khuyên em nên cẩn thận. Có thể là không có chuyện gì, nhưng mà thôi, cẩn thận thì nó vẫn tốt hơn. Tuy mới gặp lành lần đầu tiên, nhưng mà Kiên đâm ra có cảm tình ngay. Anh cũng không hiểu tại sao, có lẽ là vì lành cũng ở Sài Gòn, mà cũng có thể lành tử tế, hiền lành và vui vẻ. Có lẽ do trực tính, có những người mình mới gặp lần đầu là cảm thấy như đã quen từ lâu. Sau chuyến công tác này về, em xuống đây rủ anh đi nhậu nghe. Nè, anh em mình đi Ba Tri ăn đồ biển nha. Lúc này thấy Đáng bước ra sân, Kiên đưa tay xem đồng hồ và mỉm cười nói với lành. Thôi bây giờ em phải đi, mai mốt gặp anh nha. Lành mỉm cười bước theo sau lưng của Kiên vào văn phòng. Nắng bên ngoài đã tắt. Ba người lính thám sát tỉnh mặc bà ba đen, mang dép râu, tay xách AK bước ra ngoài sân, rồi sau đó biến mất trong bóng tối vừa sụp xuống. Lành giơ tay lên, chiếc đồng hồ dạ quang của anh chỉ 8 giờ đêm. Đêm vẫn còn dài, và dài lắm. Ra khỏi cổng chi khu, Kiên hơi chậm bước để đi sau cùng. Vừa đi, anh vừa suy nghĩ, vừa kiểm điểm lại lệnh của cấp chỉ huy đã giao cho mình. Mục đích là kiểm chứng sự hiện diện của tiểu đoàn K5 ở Châu Bình. Mục đích thì thấy giản dị và rõ ràng, nhưng mà hoạt động thì lại khó khăn và rất mơ hồ. Khó khăn và mơ hồ ở cái điểm là anh phải bám sát theo tiểu đoàn này cho tới khi có lệnh mới. Mà lệnh mới là lệnh của ai? Khi nào thì mới có lệnh mới? Hai cái thắc mắc này anh đã hỏi và chỉ được trả lời ngắn gọn. Thi hành trước, khiếu nại sau. Kiên muốn nói với Tuân thi hành trước mà em ngủm củ tỏi rồi thì làm sao mà khiếu nại. Tuy nhiên ở trong quân đội, lệnh vẫn là lệnh. Dù nhiều khi lệnh có mâu thuẫn và mơ hồ thì một người lính như anh cũng phải nghiêm chỉnh thi hành, không được quyền thắc mắc hoặc khiếu nại. Đi tới con lộ đá, Đáng và Hành dừng lại chờ. Kiên nói với hai người lính dưới quyền của mình bằng giọng thân mật, chứ không phải là giọng của cấp chỉ huy. Nè, bây giờ tụi mình á còn có 3 đứa thôi nha. Tôi chỉ chọn 2 anh á là bởi vì tôi thích 2 anh. 2 anh chịu chơi, có kinh nghiệm hơn mấy người khác. Ngoài ra đó, 2 anh
cũng giống như tôi, đều là dân trong quận. Đáng nhìn hành nhưng không lên tiếng nói gì, Kiên lại lên tiếng nói tiếp. Tôi chọn hai anh đi với tôi đó, bởi vì càng ít người đó thì càng ít bị bể hơn. Ba tay súng của toán mình đó, nếu mà biết cách chơi đó thì cũng có thể cự lại tụi nó mà. Kiên ngừng lại, anh cố tình tìm lời nói giản dị cho Đáng và Hành hiểu ý của mình. Anh biết là họ không có học nhiều cho nên dùng chữ văn hoa thì họ không thể nào hiểu. À vậy mình đi đâu chuẩn bị? Châu Bình. Mình vô Châu Bình coi coi tiểu đoàn K5 của tụi nó đang đóng ở đâu. Trong bóng đêm, Kiên thấy đôi mắt của Hành trợn lên, chỉ còn có tròng trắng. Đáng cười hì hì. Chuẩn quý chịu chơi à nghe. Ba đứa mà dám lội vô tới Châu Bình hả? Mình đâu có đánh với tụi nó đâu mà đi đông làm gì. Ít người đó, nó dễ hơn. À nè, tụi này cũng muốn nói với chuẩn quý vậy đó. Tìm ra được tụi K5 đóng ở đâu rồi đó, thì mình sẽ báo cáo cho phòng 2, sau đó là mình giọt được rồi. Kiên không muốn nói cho hai người lính của mình biết. Sau khi tìm ra chỗ đóng quân của tiểu đoàn K5, anh phải báo cáo cho phòng 2, rồi lại phải ở đó chờ lệnh chứ không phải là giọt. Anh không muốn họ lo lắng, hoang mang và nghi ngờ, như vậy thì sẽ bất lợi cho công tác. Nè, tôi nói cho hai anh biết đó, nếu mà hai anh ngại đó, thì mình tìm cách khác. Câu nói của Kiên hình như chạm vào tự ái của hai người lính thám sát. Đáng hừ một tiếng nhỏ. Chuẩn Quy nói giỡn chuẩn Quy. Châu Bình quê của tôi đây nè. Tưởng kiếm ai chứ kiếm chỗ đóng quân của cái đám kề nằm mà nhắm mắt tôi cũng tìm ra đó. Nhưng mà tôi chỉ sợ. Chuẩn Quy sợ gì? Tôi với thằng Đáng đó có cái nợ máu với cái đám du kích ở Châu Bình. Kỳ này vô được á, tôi phải cắt tay cái thằng Nam Tàng với thằng Dững mới được. Ủa, hai đứa đó là ai vậy? Thằng Nam Tàng á là xã trưởng, còn thằng Dững á là trung đội trưởng trung đội du kích Châu Bình. Tụi nó xử tử tía tôi với lại tía của anh Hành. Kiên im lặng. Hai ngày trước đây, anh đã đọc lý lịch của Đáng và Hành. Ba của Đáng ở Châu Bình, ông bị đám du kích xử tử vì quy vào cái tội làm gián điệp cho Mỹ ngụy. Đọc tới đây, anh vừa buồn cười mà cũng vừa tội nghiệp cho ông già hiền lành dốt đặt cám mai, lại bị khép vào một cái tội danh hết sức mơ hồ. Suốt cuộc đời của ông có lẽ chưa bao giờ bước chân ra khỏi tỉnh Bến Tre, không biết đọc, không biết viết gì hết, thì làm sao trở thành một gián điệp được. Có lẽ mấy tên du kích làng xã cũng không hiểu gián điệp là cái gì, cho nên hễ chúng nó ghét ai, không ưa ai là chúng gán cho cái tội gián điệp. Mà gián điệp cho Mỹ ngụy là sẽ bị bắn bỏ, không cần xét xử gì hết. Bởi vì chủ trương của chúng là giết lầm còn hơn tha lầm. Đây là phương châm của cộng sản. Riêng anh của Hành thì bị kết tội tiếp tế cho ngụy và làm gián điệp cho CIA. Một tội cũng đủ để bị chặt đầu rồi, huống gì lại bị mang tới hai tội. Sau khi cha anh bị đám du kích giết một thời gian, nhân có cuộc hành quân của quốc gia vào Châu Bình, gia đình của Đáng và Hành được di tản ra Dòng Trôm sinh sống. Lớn lên, Hành gia nhập vào địa phương quân, trong khi Đáng bỏ nhà lên Sài Gòn đi biệt kích, nhảy dù, rồi cuối cùng quay trở lại đây để đi địa phương quân. Cũng vì có lý lịch đặc biệt cho nên cả hai mới được lựa vào toán thám sát của tỉnh. À, mình đi chơi chuẩn quy. Ừ, thì ráng lội tới sáng rồi kiếm chỗ nào đó ngủ. À, chuẩn quy tính đi ban đêm rồi ban ngày ngủ chuẩn quy. Ừ, đi ban đêm đó, tuy là nó mệt nhưng mà nó an toàn hơn. Đáng hiểu ý cấp chỉ huy của mình. Đối với lính thám sát thì thời khắc ban đêm là những người bạn tốt, giúp đỡ và che chở họ trốn thoát cuộc rượt đuổi của địch quân. Ba yếu tố chính giúp cho người lính thám sát hoạt động một cách đắc lực trong vùng của địch là ba cái biết. Thứ nhất là biết rõ đường lối. Thứ nhì là biết lợi dụng bóng đêm. Và thứ ba là biết người biết ta. Còn ai biết rõ từng lối mòn ngõ tắt, từng cái mương dừa con rạch, nước lớn nước rồng, trăng mọc và trăng lặn trong làng Châu Bình hơn Đáng và Hành? Còn ai biết tính tình, nhà cửa, vợ con của thằng Nam Tàng và thằng Dững hơn Đáng và Hành nữa? Bởi vì nếu không là chòm xóm thì họ cũng từng là bà con xa gần hay bạn bè từ thuở ấu thơ. Đáng và Hành cũng biết rõ trong làng không còn một con chó nào, bởi vì mấy tên du kích chuyên môn hạ cờ Tây
đã viện lý do chó sủa sùm, khiến cho họ không thể nào đi lại dễ dàng. Bởi vì nhờ không có chó, cho nên toán lính thám sát có thể giả dạng làm du kích mà dân làng không ngờ vực gì hết. Ban đêm, ai cũng mặc áo bà ba đen, quấn khăn rằn, mang AK, thì lính quốc gia lúc đó cũng giống như du kích mà thôi. Nè, mình cứ đi thẳng một lèo rồi nghỉ đi, tôi biết chỗ này ngon lành á. Kiên im lặng đi theo đán, còn Hành thì đi cuối cùng. Vầng trăng thượng tuần ló lên thành một cái vòng cung vàng, mang một màu bệnh hoạn. Gió nhẹ nhẹ có lẫn hơi nước. Kiên nghĩ thầm chắc là trời sắp mưa. Anh đột nhiên nhớ tới Quỳ, nhớ vô cùng. Văng vẳng trong trí của anh lời hát nho nhỏ của nàng với bài hát Mộng Dưới Hoa. Rồi anh lại nhớ những bài hát mà anh và Quỳ đã từng nghe. Kiên lẩm bẩm với chính mình, không lẽ mình yêu Quỳ? Và cái điều đó làm cho anh cảm thấy lòng mình bị dao động một cách nhẹ nhàng, giống như trong buổi trưa hè, đứng nhìn Quỳ nằm ngủ trên chiếc võng căng giữa hai cây nhãn già cằn cỗi. Cha con non đất phong mình, ôi quê hương ta nương Việt Nam, từ đó dâng lên nhà mây với ông trường, nhưng sĩ nghiệp ngôi trường nhà thương ba hầm mò, ôi bao la thăm thắm ngang cánh đồng và mơ như trẻ.